đang có khoảng độ 5-6 cây ổi mà cây nào cũng thích. Tất nhiên về việc làm các bạn, làm ổi thì lâu lắm, nhưng mà được cái phôi tốt rồi thì cứ thế mà chưa thôi. Cây thứ tư đây, thích cây kia hơn. Kính mong quý vị khán giả đón xem chương trình biểu diễn một đêm duy nhất vào 20 giờ tối ngày thứ bảy. Chào mừng quý vị và các nhỏ thân yêu đón xem chương trình hài kịch Chiếc Thú tổng hợp đặc biệt chào những ngày hè sôi động biểu diễn một đêm duy nhất vào 20 giờ tối ngày thứ bảy.